Chào. Chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình có một cái buổi học rất là thú vị phải không nào? Về cái kỹ năng trình bày. Thì nếu mà một trong những người yêu thích cái kỹ năng trình bày hoặc là cái cùng việc gọi là nghệ thuật cùng việc đi, hoặc là một số người yêu thích về lịch sử thì anh ai cũng biết về ngài Winston Churchill, thủ tướng Anh thế chiến thứ hai, đúng không? Ok, có vẻ như là mọi người không có đam mê về lịch sử nhiều quá nha. Thì ông được biết đến như là một nhà hùng biện tài ba. Bởi vì sao? Bằng vào cái thơ vào lúc thời điểm đó, nước Anh đơn độc đối kháng với nước Đức. Tại vì nước Đức đã đánh rã liên minh, 70% liên minh. Và khi mà nước Anh kịp thời rút lui, nhưng mà cũng để lại một cái cũng bị mất quân trang cũng rất là nhiều, cho nên không thể nào đối kháng với nước Đức nữa. Tinh thần nước Anh rất là xuống, nhưng mà bằng cái nghệ thuật hùng biện của mình, ngài Churchill đã liên kết được tinh thần nước Anh có thể là hiên ngang đối kháng với nước Đức vào thời điểm đấy. Do vậy, ngài được biết đến như là một bậc thầy về diễn thuyết, cũng là những người mà yêu thích diễn thuyết đều có nghiên cứu về ngài hết. Nhưng mà một cái bí mật nho nhỏ mọi người có được biết ha, là khi vào năm 29 tuổi, ngài đứng lên diễn thuyết một cái công việc diễn thuyết đầu tiên, thì ngài bị đơ trong vài giây, và cái cảm xúc thất vọng tràn trề. Ngài lúc đó ngài về, ngài ôm đầu, không thể để cái sự việc xảy ra đến nữa. Và trước mỗi bài diễn thuyết, ngài đều có nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hành rất là nhiều. Cái đó là một cái bài học cho bất cứ ai muốn thành công trong cái kỹ năng luyện tập kỹ năng trình bày cũng như áp dụng bài ngày hôm nay. Thanh mong rằng qua cái buổi ngày hôm nay, các bạn hãy siêng năng luyện tập, siêng năng đọc sách, thông tin, tìm thông tin, từ đó làm giàu cho mình về cái kiến thức, cũng như là mình thành thói quen đứng lên mình nói cứ lúc nào cũng được. Bất cứ sự việc cái gì, những cái đồ vật nhỏ nho như cái viết chẳng hạn, mình có thể nói 5 phút về đó. Cái đó giúp cho các bạn rất là nhiều trong cuộc sống và thành công trong cuộc sự nghiệp. Thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha. Các bạn có câu hỏi gì về chất chiêu hoặc là chắc presentation skill phải hỏi thêm thầy. Chị em thủ tướng Anh mất lúc nào? Năm 1965. Không phải nói còn dễ cứu bò. Còn nhớ là còn buồn. Ok, còn ai được không ạ? Dạ, sau khi chị trình bày em nghe dĩ, em đọc, nghe tập. Rồi, cảm ơn mọi người.